Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live. Anh nghe rõ không ạ? Nghe rõ Trung. Tại là mấy hôm cái tai nghe Bluetooth nghe có vẻ nói nó hơi bị rè nên là em bữa nay em cũng không đeo tai nghe nữa. Để hỏi lại anh cho chắc, không sợ là âm thanh nó lại bị không ổn. Ok. Em chào anh, chào cô chú anh chị, rồi cũng chào tất cả mọi người nhé. Chào okay, luôn mấy anh em bên kia thế giới, mấy anh em hay xàm xí đú ở trên mạng đó. Thì thế này nè Trung, thì nói chung là chúng cũng đi vào vấn đề thôi, nói về cái kết quả phiên xử của cái vụ án Đắk Lắk này nè. Nếu chúng ta mà nghiêm túc nhìn nhận á, với góc nhìn của cá nhân anh á, thì thấy như thế này, có nhẹ không? Mình phải công nhận là phải có nhẹ, phải thậm chí là nếu mà dưới góc độ người nhìn của người dân mình á, anh thấy thì rất là nhẹ, rất là khác. Nhưng vấn đề ở đây á, là thì mình cũng phải nên tìm hiểu thêm, đúng không? Nên tìm hiểu thêm đó là gì, tại sao nó nhẹ, và nó nhẹ để vì cái gì. Cái mạng này thấy cũng hay ạ. Còn nhiều người cũng nói là rất là bức xúc, người họ rất là bức xúc, nói là nếu những trường hợp như thế này á mà ở nước ngoài á, mà ở nước ngoài đi, bây giờ mình không có đề cập tới Mỹ hay là Pháp gì cả, mình nói chung đó là ở nước ngoài đi, thì họ sẽ xử lý cái trường hợp này á ở trong vòng 3 nốt nhạc, sẽ là nhổ cỏ tận gốc, đúng không? Đúng như là mọi người nhớ cái vụ mà Bin Laden đó, đúng không? Đó, là thậm chí là tới tận hang ổ để truy lùng và xử tại chỗ. Cho nên là cái quan điểm của họ đó rằng là những trường hợp như thế này ở nước ngoài là xử ba rất nhạt, thì mình cũng thừa nhận, mình không thể chối cãi được đó. Cái đó là cái sự thật hiển nhiên rồi, đúng không? Nhưng mà tại sao cái chuyện này ở Việt Nam thì nó lại nhẹ? Cái vấn đề nó gây cấn ở cái mảng này, đúng không? Bây giờ đơn thuần thôi, vì chúng ta là cơ quan tin rằng là nếu mà gọi là mình không dám khẳng định đi, nhưng mà mình đoán theo cái sự gọi là võ đoán của mình thôi, thì cơ quan tin rằng là rất đông người dân cho rằng là đây là một cái bản án nó nhẹ quá, nó quá nhẹ. Và thực sự thì khi mình nghe vậy thì mình cũng rất chia sẻ với cái cái nhìn của họ về cái bản án này. Bởi vì nói gì thì nói thì chẳng qua là cũng họ có trên tinh thần gọi là muốn bảo vệ quê hương đất nước thôi, đúng không? Thấy có những hành động mà nó gây xâm hại cho đến người dân, lợi ích dân tộc hay là gì đó, thì họ bày tỏ quan điểm như vậy, thì mình cũng rất là chia sẻ và rất là hiểu. Chúng ta nói chung hôm nay chúng ta có thể hiểu được cái sự bức xúc của họ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên tìm hiểu xem tại sao nó quá nhẹ, tại sao nó nhẹ, và nhẹ vì cái gì. Ok, thì thế này Châu, chào Hoàng Nguyên nha. Trong đây có một cái câu comment của Hoàng Nguyên nè: 100 bị cáo được truy tố với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố với tội danh khủng bố, khởi tố với tội danh che giấu tội phạm. Trong phiên sơ thẩm, tòa án tỉnh Đắk Lắk tuyên 10 bị cáo tù chung thân, 5 bị cáo tù 20 năm, còn lại mức thấp nhất là 9 tháng tới 3 năm. Và đó là Hoàng Nguyên đã bổ sung cho mọi người về cái chi tiết, cái kết quả của cái phiên xử tòa Đắk Lắk. Cũng có những ý kiến khác, ví dụ như của nước người nhà quê nè, lợi thế dân tộc thiểu số, ít học, bị hăm dọa, nghèo, bị dụ dỗ, luật pháp Việt Nam mang tính nhân đạo. Đó, thí dụ như là cái nick của người nhà quê thì họ có một cái nhìn nó cởi mở hơn một tí, nó cởi mở hơn, đó là cũng hay. Còn anh Lê Văn Bắc thì cho rằng là vì mọi quốc gia đều có luật riêng của họ, cũng phù hợp luôn, đúng không? Chúng không nhận không? Tức là những ý kiến này thì nó đều phù hợp theo một cái góc độ nào đó rất là nhất định. Như anh Bắc nói thì đúng rồi, thí dụ Việt Nam là luật ở Việt Nam, Mỹ là luật của Mỹ, hay là Pháp là luật của Pháp, mỗi quốc gia đều có một luật riêng.
Thì ở đây thì giống như nãy em chia sẻ với Trung á, thì theo theo Trung, theo góc nhìn của cá nhân Trung á, Trung thấy cái chuyện mà cái kết quả phiên xử ngày hôm nay như vậy là như thế nào với cái góc nhìn của cá nhân Trung? Anh xin mời Trung. Dạ ok, trước hết thì em cũng chào lại anh Thơ Quang và cô chú anh chị theo dõi buổi live tối ngày hôm nay nhé. Thì nó có mấy cái vấn đề mà em chia sẻ nó liên quan đến cái vụ việc này như thế này. Thứ nhất là em cũng là một người công dân sinh sống tại Đắk Lắk, và trên tinh thần em chia sẻ là về nhận thức cá nhân nhé, nhận thức cá nhân thôi, chứ nó không phải là mang tính chất là phán xét hay là khẳng định là cái vấn đề xét xử như thế nào. Thế thì cái vụ án nó xảy ra vào đêm ngày mùng 10 và rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. Có nghĩa là có một cái đối tượng ở Mỹ về, sau đó là trước đó thì cũng đã liên kết với lại các đối tượng ở trong nước, tập trung và chia làm hai nhóm. Thứ nhất là cũng chuẩn bị về tiền bạc rồi mua bán vũ khí các kiểu, sau đó là chia làm hai nhóm thì tấn công vào hai xã E Tiêu và E Cơ Tu của huyện Cư Quynh tỉnh Đắk Lắk đó. Thì cũng làm cho các cái lực lượng, thứ nhất là công an này, lực lượng ủy ban hai xã này, và cái người dân thì cũng làm cho, thứ nhất là các cái lực lượng chức năng là hy sinh, và ba người dân vô tội thì cũng bị sát hại, rồi là cũng bắt cóc thêm ba người. Sau đó là có các cái hoạt động là đốt phá trụ sở rồi tài sản như xe rồi các kiểu, chung quy là như vậy, và chống trả lực lượng chức năng. Thì cái vụ án này có thể nói là ngay sau khi xảy ra thì nó đã xôn xao rất là nhiều trong cái người dân ở Đắk Lắk nói chung như em đây, và nói riêng như em ở chỗ em đây, và những người dân trên cả nước cũng như là cộng đồng quốc tế có quan tâm. Thì chúng ta có thể thấy là một cái hành động nó có thể nói là nó rất coi thường pháp luật, và nó mang tính chất là rất là côn đồ, hung hãn, sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống cũng như là xâm phạm đến tài sản của tổ chức nhà nước cũng như của công dân và cái lực lượng chức năng. Nó để lại cái dư luận rất là xấu, và đặc biệt là nó cũng gây hoang mang trong dư luận khi mà cái hành động nó diễn ra một cách nó man rợn như vậy. Có thể thấy là đến ngày hôm nay thì không ai có thể bàn cãi về vấn đề tính xác thực của vụ việc xảy ra, bởi vì như chúng ta theo dõi, chúng ta biết là ngay sau vụ việc xảy ra thì các đối tượng chống phá Việt Nam chúng ta đấy ở trong nước thì cơ bản là ít thôi. Một số đối tượng lên viết bài ở Mỹ thì chúng ta không có đề cập, nhưng các đối tượng nước ngoài đó thì nó lên, nó phân tích theo cái hướng là như kiểu chúng ta dàn dựng. Nhưng mà sau này khi mà ngay kể cả là cái chú mà của cục an ninh gì đấy mà sang Mỹ mà dự cái hội nghị về cái chương trình gì đấy là đấy, thì chống khủng bố đấy, thì cũng đã khẳng định về cái vấn đề này tại Mỹ, về vấn đề là các cái hành động của các đối tượng này là hành động khủng bố. Và chúng ta thấy được là nó có liên quan đến cái vấn đề là người Mỹ về Việt Nam. Thì khi mà làm việc thì cơ quan chức năng đã từng bước công bố, thông qua quá trình làm việc hỏi ghi lời khai rồi hỏi cung các đối tượng đấy, thì người ta cũng đã công bố các cái tình tiết của vụ án, nó liên quan đến các cái nhóm, ví dụ như là ở bên Mỹ hoặc là cái nhóm gì bảo vệ người thượng cái gì ở Thái Lan ấy. Thế nhưng ngay trong cái sáng 11 tháng 6 đó thì chúng ta theo dõi, chúng ta biết là cái nhóm đó nó cũng đã công bố là nó không liên quan gì đến các cái thành phần này, chối bỏ, nó chỉ nó chối bỏ, và nó chỉ khẳng định là nó có hành động vì cái ôn hòa để mà đòi hỏi cái này cái kia. Thế nhưng mà nó tuân thủ theo luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, chứ nó không có xúi dục hay là nó tài trợ hay là nó chỉ đạo giật dây cho những cái đối tượng ở trong nước thực hiện các hành động khủng bố như vậy. Thì chúng ta thấy ở đây nó cũng là một cái chi tiết để sau này khi chúng ta khẳng định, thì sau quá trình điều tra xác định và truy bắt các đối tượng, thì đến ngày 16 tháng 1 năm 2024 thì tòa án dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, xét xử 100 bị cáo, trong đó có 94 bị cáo mà tại tòa và 6 bị cáo vắng mặt, với các cái tội là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đấy, thì chúng ta thấy là cái tội khủng bố này đó thì nó được quy định
tại cái điều 113 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Đó là cái tội là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Còn cái tội thứ hai nữa là cái tội khủng bố thì được quy định tại cái điều mà 299 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Ngoài ra thì còn có các cái tội danh khác. Đấy, ngoài ra còn có các tội danh khác như là tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép rồi che giấu tội phạm. Thì sau khi cái trình tự phiên tòa thì diễn ra như bình thường thôi. Nếu như mà cô chú anh chị có thể quan tâm thế là nghiên cứu Bộ luật tố tụng hình sự thì trong đó người ta sẽ có quy định phiên tòa xét xử sơ thẩm nó diễn ra từng bước như thế nào, thì nó sẽ có các cái bước đó, thì em không có đề cập ở đây. Thế nhưng mà sau khi quá trình kiểm tra thân nhân cũng như là tiến hành xét hỏi tại tòa thì đến ngày 18 tháng 1 thì đại diện của Viện Sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk người ta cũng đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 100 cái bị cáo này. Thì đối với cái đề nghị của Viện Kiểm sát ấy, thì đề nghị hội đồng xét xử là tuyên phạt cái mức án là tử hình đối với hai đối tượng cầm đầu, mức án chung thân đối với 11 cái bị cáo khác, và còn lại là sẽ tuyên từ 12 tháng tù đến 20 năm tù giam. Đấy là cái đề nghị của Viện Kiểm sát. Thì sau khi mà công bố bản luận tội xong, đến phần tranh tụng đấy, thì nó quá trình đó thì cũng có các cái luật sư, 19 luật sư tham gia đã bảo vệ cái quyền của các cái bị cáo, cũng như nhằm là đưa ra những cái tình tiết có lợi để mà giảm nhẹ hình phạt cho các cái bị cáo này. Thì trong phiên tòa tham gia thì mọi người thấy cũng quang cảnh của phiên tòa là xét xử lưu động, thế nên là ở ngoài và có căng bạt, rồi cũng như là có các cái bên tham gia, kể cả như là khi tuyên án ngày hôm nay và chiều ngày hôm nay là sau 1,5 ngày, một ngày rưỡi là nghị án, thì đến chiều ngày hôm nay là 13:30 thì tòa án dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án, đúng không ạ? Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với 100 bị cáo này. Thì có sự tham gia cũng có phiên tòa này, có thấy chúng ta thấy qua quang cảnh thì cũng đầy đủ các thành phần tham gia tố tụng cũng như là người thân đấy, của các cái bị cáo đến nghe. Thì sau quá trình đó thì đã tuyên phạt, ở đây là chúng ta theo dõi các thông tin báo chí ngày chiều ngày hôm nay, sau khi kết thúc hội đồng xét xử kết thúc thì đã tuyên 53 bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền dân, 45 bị cáo phạm tội khủng bố, một bị cáo là phạm tội là tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, và một bị cáo là phạm tội che giấu tội phạm. Đấy là bị sau đó là hội đồng xét xử tuyên phạt là có mức án cao nhất là tù chung thân đối với 10 bị cáo, gồm có bị cáo Isonie, bị cáo này là từ Mỹ về đây, và bị cáo Hồ Nguyễn Nghê Ban, là hai mức án tù chung thân. Còn lại các bị cáo khác thì chúng ta theo dõi trên báo chí chúng ta biết là nó có từng mức một. Đấy, còn đối với những người là người nhẹ nhất là 9 tháng tù, đó là cái bị cáo Y Sinh Buôn Giá, là bị cáo này là che giấu tội phạm. Và Lê Văn Nghĩa là 2 năm tù về cái việc là tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép đấy. Còn lại là các cái bị cáo khác cũng là cao nhất là 19 năm tù và thấp nhất là 3 năm 6 tháng tù giam. Thì chúng ta theo dõi phương tiện truyền thông chúng ta đã biết rồi, đấy là các cái mức án đưa ra. Thế thì ngay sau khi mà Tòa án dân tỉnh Đắk Lắk kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đã đưa ra cái bản án công khai như vậy, thì có rất nhiều cô chú anh chị cũng đã đưa ra quan điểm của mình. Dĩ nhiên là mỗi người có quan điểm khác nhau, góc độ nhìn nhận khác nhau, đúng không ạ? Và đứng trên cái vị trí khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy được là đối với thân nhân của các bị cáo thì chắc chắn người ta cũng sẽ mong muốn cho cái người thân của mình ấy là án nó nhẹ, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà cũng có là người thân của những người bị hại đấy, của những người bị hại thì người ta lại mong muốn là cái hình phạt của các bị cáo nó phải cao hơn, đúng không ạ? Thì bởi vì cái đó nó xuất phát từ vị thế, vị trí và cái mong muốn, hoặc là trên không gian mạng
thì chúng ta thấy là rất nhiều cô chú anh chị cũng đã thể hiện quan điểm ngay trực tiếp của những cái bài báo mà đã đưa thông tin về cái vụ việc này sau khi kết thúc phiên sơ thẩm đấy. Thì cũng có cô chú anh chị cho rằng là cần phải như vậy là quá nhẹ. Và khi mà vụ án được đưa ra xét xử thì có rất nhiều ngay từ đầu là cô chú anh chị cho rằng là cần phải tử hình. Thậm chí là có những người đề nghị tử hình hết. Đấy, cũng có những người đề nghị xử thất nặng. Và ngày hôm nay kết thúc cũng vậy, cũng có rất nhiều cô chú anh chị đưa ra quan điểm của mình về cái bản án sơ thẩm của tòa án ở tỉnh Đắk Lắk. Đấy là cái mà em nêu ra sơ bộ lại về cái vụ việc nó xảy ra, cũng như là cái thiệt hại, rồi là quá trình điều tra thì cơ quan người ta cũng đã công bố rất là rõ ràng tại tòa công khai. Đấy, đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề là các cái biên bản, các cái hình ảnh khám nghiệm hiện trường đấy, rồi là khám nghiệm tử thi các thứ, rồi vân vân cả. Thì trong quá trình làm việc xét hỏi tại tòa thì các cái bị cáo đó thì chúng ta có thể thấy được là cái phần nói lời sau cùng thì về cơ bản là các cái bị cáo này người ta cũng đã ăn năn hối cải và xin hội đồng xét xử là giảm nhẹ hình phạt cho người ta. Thì rất là rõ ràng là như vậy, thì chúng ta theo dõi là chúng ta có thể thấy được thôi. Thì đối với mọi người thì mỗi người một cá nhân riêng, còn em thì có góc độ nhìn nhận riêng. Đối với em thì em lại nhìn nhận như thế này, cái vụ việc này như thế này. Cái vụ việc này có thể nói nó là đặc biệt nghiêm trọng. Nó xâm hại đến tính mạng sức khỏe của cán bộ, đúng không ạ? Của người dân. Nó rất là nghiêm trọng chứ nó không đặc biệt nghiêm trọng chứ không phải là cái vấn đề bình thường. Và đặc biệt là nó gây cái dư luận rất là xấu, hoang mang trong cái cuộc sống của người dân ở Đắk Lắk này, rồi các cái người mà dân sinh sống ở trên các cái tỉnh Tây Nguyên, năm tỉnh Tây Nguyên, rồi là người dân trên cả nước, bởi vì cái hành động nó diễn ra nó rất là man rợn, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói là như vậy, nó rất là kinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì là qua lời khai của các cái bị cáo, chúng ta có thể thấy được là gặp ai là chém là giết người đó, chứ không có kiểu là phân biệt hay là chúng tôi đến là chúng tôi chỉ thực hiện cái hành động như thế này đối với thù hằn với cơ quan chức năng hay là thế nào cả, mà có nghĩa là cứ gặp ai, như chúng ta thấy có cái anh mà lái xe của điện máy xanh đấy, đúng không ạ? Rất là oan uổng. Đúng rồi. Đấy, rồi những cái cán bộ đấy người ta cũng đâu có làm gì đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta thấy là về cơ bản những anh đấy anh đã hy sinh cũng như là đã tử vong, rất là có thể nói là rất là oan uổng. Thế thì mỗi người có một lập trường nhìn nhận khác nhau, nhưng chúng ta nhìn nhận ở đây theo nhiều góc độ. Đối với cá nhân em thì em lại thấy cái việc là chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta cứ bàn về rất nhiều, cô chú anh chị bàn về vấn đề này vấn đề kia, và chúng ta khẳng định ở đây một điều, đó là pháp luật là nghiêm minh và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Bình đẳng ở đây là bình đẳng về vấn đề các anh chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình gây ra, cũng như là bình đẳng về cái vấn đề là tội danh. Đấy, nhưng về vấn đề mức án thì chúng ta lại nó lại nằm ở khía cạnh khác. Thì ngày hôm nay đã kết thúc rồi, và có thể nói là có những người cô chú anh chị có thể không đồng tình, thế nhưng mà chúng ta phải khẳng định ở đây không phải là bản án cuối cùng, để cô chú anh chị hiểu là như vậy. Bởi vì sau khi kết thúc phiên sơ thẩm này thì vẫn còn thời hạn 15 ngày kháng cáo kháng nghị, và có thể là sẽ xét xử phiên phúc thẩm, có nghĩa là cho đến khi kết thúc và bản án có hiệu lực pháp luật thì lúc đó mới là cái bản án chính thức dành cho những cái bị cáo này. Ở đây thì em nêu ra ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải khẳng định là xử đúng người chưa thì là đúng rồi, đúng tội chưa thì là quá đúng rồi, không phải bàn cãi nữa, đúng không ạ? Vấn đề thứ hai là vấn đề mức án. Thế thì mức án á, như lúc nãy em có đề cập đến là mọi người đều bị đẳng trước pháp luật. Thế nhưng về mức án là chúng ta còn phải xét nhiều yếu tố trong đó. Thứ nhất là về nhận thức hiểu biết về mặt pháp luật, về trình độ học vấn. Khi mà chúng ta thấy là ngay từ đầu là các cái bị cáo này người ta khai rất là rõ nè. Có các cái đối tượng, đặc biệt là có cái đối tượng bên Mỹ về là đối tượng Isonia đấy, đúng không ạ? Thì cũng đã về và khẳng định với các cái bị cáo này là sẽ cho tiền và đưa đi Mỹ. Đấy, cho tiền và đi Mỹ, đó là những cái yếu tố mà để cho các bị cáo này người ta tin tưởng được rằng là sau khi người ta thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì người ta sẽ trốn tránh được cái trách nhiệm. Đấy, người ta không phải chịu trách nhiệm hình sự về cái hành vi của mình gây ra.
Thế nên người ta có thể hành động một cách nó công khai và nó ghê rợn đến mức như vậy. Và trước đây chúng ta nhớ là có cái các cái trường hợp, ví dụ như là cái tay gì mà ở trong miền Tây hay ở đâu nhỉ, chị mà bị Đào Minh Quân ấy, nó dụ dỗ, nó bảo là cứ thực hiện đi rồi nó cho biệt kích thám báo về cứu sang Mỹ đấy, đúng không ạ? Vương Văn Thả. Đấy thì chúng ta có thể thấy được là cái nó lợi dụng vào, đặc biệt là ở đây là chúng ta có thể nói đến đây là về gần như là 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đấy, trừ cái bị cáo Lê Văn Nghĩa về cái tội mà tổ chức về xuất nhập cảnh trái phép ấy, tổ chức đưa đúng không, người khác ấy, thì về cơ bản là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì chúng ta có thể nói ở đây là cái trình độ hiểu biết về pháp luật nó còn hạn chế nhé, nó còn hạn chế. Chứ còn nếu mà bảo là người ta không biết thực hiện hành vi đó là vi phạm pháp luật là không phải. Chúng ta phải hiểu một điều vậy là có hạn chế, cũng nghĩa là người ta có hạn chế hơn về mặt hiểu biết pháp luật. Bên cạnh đó là cộng với sự tuyên truyền, xuyên tạc của các cái đối tượng xấu rồi là vân vân cả. Những lời hứa hẹn đó đã tác động rất là lớn, thậm chí là bị đe dọa cưỡng ép. Có những người là bị đe dọa cưỡng ép là nếu mà không tham gia thì sẽ thế này thế nọ. Hoặc có những người vào rồi, tham gia rồi và khi thấy cái đưa ra cái kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố như vậy thì người ta lo sợ và người ta muốn rút lui, thế nhưng mà bị cưỡng ép là nếu không tiếp tục là sẽ tiêu diệt thậm chí cả gia đình. Cái đấy là qua các cái lời khai thông tin báo chí thì chúng ta đều đọc, chúng ta đều biết rồi. Đấy thì chúng ta có thể thấy là qua cái việc như vậy thì ngày hôm nay tòa tuyên án về cái mức xét xử sơ thẩm chúng ta có thể khẳng định là thấp hơn so với cái đề nghị của viện kiểm sát. Viện kiểm sát có đề nghị là 2 án tử hình, 11 án chung thân và còn lại là từ 12 tháng đến 20 năm. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là có chỉ có 10 bị cáo là án chung thân thôi, còn lại là cũng từ 12 tháng đến 20 năm, đúng không ạ? Thì so với viện kiểm sát đề nghị thì thấp hơn rất là nhiều. Ở đây nó thể hiện nhiều vấn đề lắm. Dĩ nhiên là bây giờ đối với vị thế của Việt Nam chúng ta hiện nay thì chúng ta có thể nói là để mà can thiệp vào thì nó rất là khó, đặc biệt trong cái vụ việc này nó để lại cái ảnh hưởng rất là xấu đến cái an ninh trật tự, rồi là cái bức xúc trong dư luận, rồi là cái tâm lý của người dân, cũng như là cái ảnh hưởng đặc biệt là đối với gia đình thân nhân của những người mà đã bị các cái đối tượng này có những hành động gọi là bắn, đúng không ạ, bắn hoặc đâm tước đi sinh mạng. Đấy, nó là những cái thiệt hại mà không thể đo đếm được. Thì rõ ràng nó là hành vi coi thường pháp luật rồi, chứ chúng ta không phải bàn cãi. Thế nhưng đối với em thì khi mà đưa ra cái bản án thì dĩ nhiên hội đồng xét xử đó, người ta cũng phải căn cứ vào cái đầu tiên mà chúng ta phải khẳng định, đó là cái vấn đề là các cái quy định của pháp luật để người ta đưa ra. Sau đó rồi các cái tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, rồi là cái vấn đề là cái thái độ, đúng không ạ, của các bị cáo có thành khẩn khai báo hay không hay như thế nào, vân vân cả. Chúng tôi nó rất nhiều yếu tố trong đó, và chắc chắn là trong đó có thêm một cái yếu tố, đó là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cái đó chúng ta không phải bàn cãi nữa. Thì người ta đưa ra cái mức xử phạt là như vậy. Thì có thể đối với một số cô chú anh chị không hài lòng, thì dĩ nhiên là đối với những thực hiện hành vi như thế này đó, là đối với những người khác, ví dụ chúng ta thấy có những vụ ghen tuông mà tước đi sinh mạng thì cái tử hình nó chuyện bình thường ấy, nhưng mà trong cái vụ án này nó lại tước đi nhiều sinh mạng như vậy, nhưng tại sao nó lại có mức án như thế, thì chúng ta cũng phải đứng trên cái lập trường của cái hội đồng xét xử. Bởi vì khi mà người ta đưa ra thì cũng có mức án như thế này và mức án như thế kia, nó tùy vào khung hình phạt của các cái tội danh mà Bộ luật Hình sự đã quy định. Chứ không thể là chúng ta đưa cái tình cảm cá nhân vào để xét xử được. Có thể là cô chú anh chị mong muốn là cái mức án nó sẽ nặng hơn để nó mang tính chất răn đe. Thế nhưng mà ngoài cái tính chất răn đe thì chúng ta còn phải đề cập ở đây là tính chất là giáo dục và cái tính nhân văn, đạo đức trong cái vấn đề mà thi hành luật hình sự nữa. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ đưa ra cái hình phạt nghiêm khắc như vậy là chúng ta đã giải quyết được vấn đề. Chúng ta có thể thấy trước đây khi mà thời kỳ thực dân Pháp cũng như đế quốc Mỹ người ta sang Việt Nam chúng ta đấy, người ta không cần biết là cái người đó có phải là Việt Cộng hay Việt Minh hay không, nhưng mà người ta chỉ cần nghe hơi hướng thôi là người ta đưa ra là người ta tiêu diệt rồi, đúng không ạ? Người ta tiêu diệt trong mầm mống rồi, cũng như trước đây anh đã từng đề cập là
như chùm khủng bố Osama Bin Laden chẳng hạn, khi Mỹ người ta khẳng định đó là khủng bố và chùm khủng bố thì người ta tiêu diệt tận gốc, đó là gì? Người ta sang mang quân đội sang hẳn một quốc gia khác để người ta truy lùng và người ta tiêu diệt. Và cái hệ quả ngày hôm nay của sau vụ 11 tháng 9 thì Afghanistan vẫn còn, đúng không ạ? Vẫn còn đến ngày hôm nay vẫn đang chia phái đấm nhau ở Mỹ cả. Thế thì cái vụ việc này cũng vậy, thì cái nhà vẫn còn. Thì cái quan trọng là khi giải quyết vụ án xong, tuyên án xong, thì cái vấn đề đọng lại nó là cái gì? Cái kết quả đạt được ra làm sao, cũng như là nếu mà để thỏa mãn tất cả mọi người thì chắc chắn không thể thỏa mãn được. Thế nhưng mà nó phải đảm bảo các cái yếu tố, đặc biệt là liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa mang tính răn đe nhưng cũng phải tính giáo dục và tính nhân văn, thể hiện sự khoan hồng của cái chính sách hình sự của Đảng Nhà nước nữa. Chứ không phải là chúng ta cứ thấy như vậy là chúng ta đè ra, dĩ nhiên là cùng một hành vi phạm tội. Thế nhưng đối với những người hiểu biết về mặt pháp luật thì chắc chắn người ta sẽ phải nặng hơn. Ví dụ như cái hành vi cưỡng đoạt tài sản chẳng hạn, đối với người dân thì khác, nhưng mà đối với một tiến sĩ luật, đúng không ạ, mà anh vi phạm cái hành vi đó thì chắc chắn nó là một tình tiết mà chúng ta có thể thấy, có thể là chúng ta gọi là một cái tình tiết hoặc cái yếu tố tăng nặng, bởi vì anh là người hiểu biết pháp luật nhưng mà anh vẫn thực hiện hành vi đó. Đấy, thì chúng ta có thể căn cứ và chung quy là em theo em nghĩ là hội đồng xét xử người ta đã làm việc nghiên cứu hồ sơ và người ta làm việc bao nhiêu ngày như vậy, thì người ta khi người ta nghị án trong 1,5 ngày và người ta đưa ra cái hình phạt như vậy thì người ta cũng có cái quan điểm, cái quan điểm nhất quán, chứ không phải là người ta xử nhẹ đâu. Thế còn dĩ nhiên là cái đoạn này cho anh xin lỗi anh xin xem một tí vào cái đoạn này để mình muốn bổ sung thêm một cái chi tiết để cho mọi người có thêm những góc nhìn nó thoáng hơn và rộng hơn. Giống như để chung có đề cập về vấn đề mà cái thời điểm mà chúng ta bị Pháp đô hộ, đúng không, hay Mỹ xâm lược gì đó, thì chắc mọi người không quên những cái câu chuyện hả? Như câu chuyện chung đề cập thì quá rõ rồi. Chung câu chuyện là thí dụ đi, là người chỉ cần thấy người dân họ nghi đó là Việt Cộng thôi, họ nghi đó là Việt Cộng thôi, thì khi mà quân Mỹ hay là những cái thành phần lính đánh thuê họ bắt được ấy, thì họ sẽ xử lý như thế nào, thì cái đó thôi qua không đề cập tới nữa cho mọi người cũng nắm rõ rồi, đúng không ạ? Nhưng đồng thời cùng thời điểm đó cũng trên tinh thần là đang chiến tranh nha, mà mọi người nên nhớ nha, đến thời điểm chiến tranh đó mà gọi là hai bên ra trận, anh không giết tôi thì tôi giết anh, là cái chuyện đó hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Nó hầu như là nó không có pháp luật ở trong cái thời điểm đó luôn. Nhưng chắc mọi người cũng biết được cái chi tiết đó là gì, có những chỉ đạo rất là xuyên suốt từ Đảng Cộng sản. Đó là gì, mọi người nhớ chúng ta từng xem được những cái văn bản từ thời đó là gì, chỉ đạo rất là rõ, được lính Mỹ hay lính Pháp gì đó là phải xử sự cư xử ra sao, đúng không? Mà điển hình nhất đó là gì, chúng ta không cần nói nhiều về những người lính khác. Điển hình nhất là cái ông mà là nghị sĩ, thượng nghị sĩ của Mỹ là ông John McCain đó, thấy không? Còn những trường hợp mà gọi là lính phi công Mỹ mà bị bắt là thôi là rất là nhiều, mọi người thấy rõ không, là cha ông chúng ta đã xử lý những trường hợp như thế nào, đúng không ạ? Nói về, nếu mà nói về thời điểm đó đó, trên tinh thần mà gọi là trong thời chiến có thể là bắt được, có thể bắn tại chỗ, không có nói nhiều. Mà ngược lại nha, thậm chí mà về khi mà giam giữ là phải có chế độ riêng, chế độ gọi là chế độ ăn uống hay là sinh hoạt riêng, thậm chí chế độ đó theo mình, theo thói quan hiểu, thậm chí còn cao hơn chính những người lính bộ đội chúng ta ngày xưa. Tại sao mà anh muốn xen ngang chung ở cái điểm này, với lại muốn chia sẻ mọi người thêm để chúng ta thấy được là gì? Đó là cái tinh thần của người Cộng sản, và cũng là cái tinh thần truyền thống của người dân Việt, người dân Việt Nam. Này, người quên nó đúng rồi, đó là tính chính nghĩa, đó là tính chính nghĩa. Thì cái chuyện đó tại sao tôi qua muốn nhắc cho mọi người thấy, chính vì những hành động như vậy á, thì tại sao Đảng Cộng sản họ mới lãnh đạo, người dân mới nghe theo để có thành quả được như ngày hôm nay, đúng không ạ? Các bạn không, cho nên có những cái thì tôi qua nói thật, nếu mà nhìn những câu chuyện vậy mình thấy là bức xúc, rất bức xúc. Cá nhân mình cũng muốn để mình xử sao thật, nhưng tôi qua chỉ muốn mọi người á, chúng ta thử một lần
giống như để Trung nói, thử một lần chúng ta đặt vị trí chúng ta, đặt vị trí chúng ta ở nhà quản lý đi, thì chúng ta sẽ nhìn nhận sự việc nó thoáng liền một chút, đúng không ạ? Chứ còn thực sự bây giờ nếu mà những thành phần đó với góc nhìn của mình, ví dụ ok, sự tử hết được không? Được, mà để làm cái gì, để được cái gì? Rồi sau này sẽ ra sao, đúng không? Sau này sẽ ra sao là thứ quan nó cụ thể tới hình ảnh gia đình, là những cái người con, người chồng, người vợ mà đã mất đi, tức là người thân đó bị chịu tội đó, là bị gọi là xử tử rồi đó, thì sẽ thế nào? Đó. Ở đây thứ quan muốn chắc sơ lại cái để chúng ta thấy đó là gì? Tức là ngay từ những cái thời điểm năm nào cũng vậy, mọi người có kể cả cái chuyện mà đánh quân Nguyên cái chung nhớ không? Đó không? Kể cả cái tay chùm gọi là cái gì đó là của đại hãng đó, mà khi bị bắt sống mà vẫn thả về, thậm chí thả về 4-3 lần và đánh lại 4-3 lần vẫn thua. Thì đó, thì ở đây là thôi qua muốn xem chung nữa, chung là xem vào một tí để chúng ta nó đưa ra thêm những góc nhìn nữa, để chúng ta nhìn nhận câu chuyện nó một cách nào đó nó cởi mở hơn một chút, mà nó chính hơn là cũng muốn giải tỏa bớt cái sự bức xúc của mọi người. Thì thôi quan cũng nói rồi, cũng như nói ngay từ đầu live, đúng không ạ? Cái buổi live tối nay là trên thằng mẫu này, là chúng ta chỉ đưa sẻ góc nhìn trên tinh thần cá nhân của mỗi người thôi. Mỗi người đều có một góc nhìn, mọi người có thể góc nhìn của mọi người nó khác đi, cái chuyện đó là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, à, nhưng mà trên tinh thần là chúng ta trao đổi như thế nào để nó mang tính thuyết phục. Ok, xin mời chúng ta tiếp tục. Dạ đó, thì cái quan điểm của em thì vẫn vậy thôi, chứ còn nếu mà bảo là có nhẹ hay không thì chúng ta khẳng định nó là nhẹ. Các cái mức án của các cái bị cáo này nó quá nhẹ, chứ không phải là nhẹ nữa. Thế nhưng mà ở đây nó có các yếu tố như em đã đề cập đến ấy. Chúng ta giải quyết được cái vấn đề nó từ gốc thì nó mới là cái vấn đề quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là từ xưa đến nay đó, thì các đối tượng chống phá Việt Nam chúng ta nó vẫn lợi dụng vào vấn đề dân tộc và tôn giáo để nó chống phá Việt Nam chúng ta. Và cái vụ việc này là một trong những cái vụ việc có thể nói là điển hình. Nó lợi dụng vào người đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, và nó kích động nhằm mục đích là lật đổ chính quyền để xây dựng cái nhà nước đề ra tự trị đó. Cái này thì chúng ta biết rồi, chứ không phải là không ai không biết cả. Thế nhưng cái hệ quả mà để lại đến ngày hôm nay đó, để chúng ta giải quyết cái vấn đề vẫn là gì? Cái cốt lõi là sau khi cái vụ án khép lại, bản án đã được có hiệu lực pháp luật, thì nó để lại cái vấn đề gì trong cái suy nghĩ, cũng như là để sau này khi mà cái lực lượng chức năng đó tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về chính sách pháp luật của nhà nước, để mà đảm bảo được cái đại đoàn kết dân tộc, nó mới là cái cốt lõi và cái quan trọng. Khi mà chúng ta làm được cái việc đó thì Việt Nam ta mới có thể nói là vững bền được, là chúng ta có đoàn kết thì chúng ta vững bền được. Và đây cũng là một cái bài học sâu sắc để cho những cái người có thể nói là thiếu hiểu biết, để nhận diện cũng như là thấy được cái bản chất của các đối tượng chống phá. Khi nó ở nước ngoài, nó vẫn kêu gọi, nó vẫn ngấm ngầm, ngấm ngầm có, công khai có, nó chuyển tiền về để nó kích động. Nhưng mà ngay sau khi vụ việc xảy ra thì cơ quan chức năng vào cuộc làm việc và từng bước điều tra, và đã khẳng định, không những khẳng định trên các cái phương tiện truyền thông ở trong nước, mà khẳng định ngay kể cả diễn đàn quốc tế, thì các đối tượng này nó chối bay chối biến luôn. Nó chối bay chối biến, nó bảo nó không kích động, đúng không ạ? Nó không kích động, mà nó chỉ là trên tinh thần là ôn hòa thôi. Nó bảo nó đấu tranh ôn hòa theo cái luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, chứ nó không có kích động người dân ở Tây Nguyên làm cái việc đó. Thì chúng ta có thể thấy được thôi. Và đây là một trong những, không phải là bài học đầu tiên, và theo em nghĩ cũng không phải là bài học cuối cùng, khi mà các cái đối tượng chống phá Việt Nam nó còn những người tin theo nó, thì nó vẫn còn cái mảnh đất để nó hoạt động. Qua cái buổi live ngày hôm nay, em có chia sẻ mấy cái nội dung như vậy thì có thể nó hơi dài đấy, thì cũng mong cô chú anh chị thông cảm. Ok Trung,